Dạ con xin mến chào tất cả cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì tiếp tục con ghé lại vườn của anh Hải cô chú, đó xa xa anh Hải ở kia kìa. Tại có địa chỉ tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì cái clip cuối năm của anh ha cô chú, anh cũng giới thiệu đến cô chú một số cây đẹp nữa. Cũng có giảm giá chút đỉnh cho mình tham khảo lựa chọn ha. Cặp trang nè, trang đang bông nè cô chú. Trang rực rỡ đang bông. Rồi cặp bông giấy, có cây mai tứ quý cổ nữa và một số cây sứ ha, cặp lộc vừng. Nói chung là hôm nay cũng khá là nhiều cây già cổ đẹp. Thì con mời cô chú mình sẽ giao lưu chi tiết với anh ha. Lại đây mình có nhiều cây đã anh giới thiệu đây. Có một cái cặp sứ của chú. Sứ đẹp lắm, sứ hồng kỳ duyên. Cái đó không giao lưu à? Cái đó không giao lưu nữa này. Rồi, không có giao lưu anh ha. Cây này ha. Rồi em chào anh Hải. Chào anh Khánh Khánh ơi, chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em có một số cây giao lưu cô chú anh chị, mong được sự ủng hộ cô chú anh chị nha. Dạ. Số điện thoại của em là 0939573957, số đó là số Zalo của chú anh chị. Rồi. Còn mất thời gian mình vô cây số 1 là cây sứ đi. Cây sứ này. Cái này cái ánh dương nha. Sứ ánh dương. Dạ. Cây dạ. Này búp bông Tết thôi cô chú anh chị ơi. Búp bông đều đều chứ nè. Nè. Dạ. Cây này khá to nha cô chú. Cây to. Để em vô chiều cao nữa kìa. Rồi chiều cao nó gần 1m3 tính 1m2 thôi. 15 ngàn một cây. Tán dạ. Hơn 1m5 tính 1m5 anh Khánh ơi. Dạ, tán rộng nha quý chú rộng. Đây. Đều luôn. Đều. Rộng đều khá to to quý chú, cái củ này to đùng luôn. Để em rồi cái sổ này. Rồi cái sổ ở đây là 45. Dạ. 47 tính 45 đi. Rồi cổ. Rồi 50, 50 quanh. Rồi, 50 neo, để em đồ. Cũ. Rồi quanh cũ là 1m1. Quanh cũ là 1m1 anh ha. Ừ. Dạ. Cũ nó cuộn vậy đó cô chú, là 1m1. Cuộn đẹp lắm, đẹp lắm cô chú về. To. Rồi đây. Chậu này hình như cũng chậu 8 chậu 9 gì đó. Ừ. Cuộn đặc cho nó. Này không một bọng gì cô chú anh chị, không thúi gì cho ngôi cô chú anh chị. Dạ, không một bể gì hết. Ừ. Cuộn đẹp lắm, cuộn khứ gịch luôn cô chú anh chị ơi. Đặc kẹo luôn. Cũng cứ ngắt luôn. Nhiều đây anh. Rồi cái sứ này xin giao lưu của chú anh chị là 5.500.000. 5.500.000 thôi của chú ơi. Bao ship 200 cây hay là toàn quốc anh? Này bao ship toàn quốc luôn của chú anh chị. Toàn quốc luôn anh hả? Mà ở xa thì rút chậu ra của chú anh chị. Dạ. Chứ cái nạo chậu nặng này. Đi toàn quốc thì mình bó bầu ha. À bó bầu. Cây cuộn củ cuộn đẹp của chú. Cây to ha. Cây to lắm. 5.500.000. Anh bao ship cho mình toàn quốc luôn. Dạ. Rồi tiếp tục anh ha. Tiếp tục là cây vú sữa hoàng kim Khánh ơi. Vú sữa hoàng kim. Rồi cây này kính tính chiều cao 1m4 thôi. Tại em tính ở đây, đây. Dạ. Cây này sống khỏe rồi cô chú anh chị. Đâm một năm tược hết trơn rồi. Dạ rồi. Rồi hoành 32. Ở trên này chứ dưới chắc có 35 à. 35, 37 à. Rồi vú sữa hoàng kim. Đó, lá nó này cô chú. Rồi nhiêu đây anh hả? Rồi cây này xin giao lưu của chú anh chị là 1.300.000, em bao ship này toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Rồi. Vú sữa hoàng kim trái nó chín vàng đẹp lắm. Vàng đẹp lắm cô chú anh chị. Dạ, rồi. Tiếp rồi, anh ha. Mình lại cái cài cặp bông trang anh cái đây. Rồi. Bông trang. Đó cặp bông trang đỏ. Đỏ lá nhỏ, em giao lưu một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Đang hoa luôn, ảnh trồng trong hai cái bồn. Này vô chậu về chơi Tết là ok của chú anh chị. Cái này chiều cao có 2m7 tính 2m5 thôi. Dạ. 8.500.000 của chú về. Có mâm đó. 5 tầng, 5 tầng anh ha, 5 tầng ngũ phúc. Đỏ thì vẫn rực rỡ của chú ơi. Dòng này thì chơi không lỗi thời ha, lúc nào nó cũng có cái giá trị riêng của nó hết. Rồi cái này là em bao về một cốt, em không móc móc hoài gì à, em không móc, em bao một cốt với á, một cốt là nhiều thân vậy đó, có là nhiều thân tại này em bao em móc hoài không gì. Rồi 49 quanh. Dạ. Một cốt với em bảo đảm là một cốt lên nhiều thân. Okay. Em móc lên xuống sợi thì nó sập. Cây khá là già của chú ha. Có gì thì cái thân này không á là mấy nè của chú anh chị. Dạ. Cái thân này không hai mấy. Dạ. Rồi cái cây này cũng vậy đó anh Khánh ơi. Cây này cũng chiều cao y gan gì đó, cái mâm mâm của y gan anh Khánh ơi. Dạ. Cái gọn này hơi nhỏ hơn. Bên đây. Cái cao
cao cũng khoảng 2m7 mà tính 2m5 là cái mâm nó cũng 1m5 đó. Mâm này cũng dày đặc anh ha. Ừ. Dạ đây. Đây. Cũng một cốt luôn anh ha. Cũng một cốt luôn, lên một bệ lên 3 thân. Này mấy chục năm luôn chứ dòng trang. Già lắm. Già. Rồi 46. Dạ rồi. Anh cái thân hai mấy không à, cô chú chị ơi? Anh sưu tầm từ cái thời mà trang còn sốt. Rồi giá nhiêu đây anh ha? Rồi một cặp này xin giao lưu cô chú anh chị là 9,5 triệu. Em bao ship 200 km à. Một cặp này chỉ 9,5 triệu thôi anh hả? À. Đây anh đứng giữa cái đó giùm em anh hả? Đó cô chú. Em giơ tay ra cô chú anh chị. 9,5 triệu. Dạ. Dạ, ship 200 cây cho mình luôn. Dạ. Bứng lên ha, mình bó bầu mình về mình trồng trước sân nhà rất là đẹp cô chú, rực rỡ luôn. Rồi, tiếp tục anh ha. Rồi. Có mình anh sao quay cái tinh tế rồi ta. Cây nào đây? Tinh tế nè, sao để cho nó nằm dễ quay luôn đi. Rồi. Đi đi. Em đỡ anh đỡ không nổi quá. Nặng lắm à. Chịu lắm chú ơi, nó nằm đó. Nó ngã. Cây tinh tế thì có người chốt mà người ta bùng hàng. Dạ. Rồi, tính chiều cao 1,5 m thôi. Cây rất là to. To khủng. Đặc biệt có củ đế luôn, tinh tế mà có củ vậy nè. Rồi quanh nó là 83, 84 tính 83. Dạ. Đó cái củ dữ lắm. Đó ta trồng trong lưu anh ha. Trong lưu trong khạp vậy nè. Rồi mét tư của chú về. Dạ. Tư. Nè nó bể nó bể này nó bể chậu, bể lưu vậy nè. Bể chậu bể lưu vậy nè. Dính cây mai luôn. Đây này nặng lắm nặng. Dạ. Rồi. Giá nhiêu đây anh ha? Rồi cây thiên tế xin giao lưu của chú anh chị là 3,2 triệu. Bao ship này 200 km à anh thế này. 3,2 triệu của chú. À. Cây to lắm, nặng một mình anh không nhấc lên được. Nổi. Nặng lắm. Rồi, tiếp tục anh ha. Rồi. Tiếp tục là cây sứ anh Khánh ơi. Một cây sứ nữa đây anh ha. Ừ. Sứ này cũng là sứ Ánh Dương anh ha. Không phải anh Khánh ơi, cái màu này em cũng không biết tên luôn anh Khánh, cây sứ này em mua của cái màu này nó khác anh ha, không phải Ánh Dương. Nè. Cái màu hồng khác luôn chú. Cái này bông dớp cô chú anh chị, cái này nó bông tết nè. Dạ. Nhóc ở trần. Cái màu hồng này khá đặc biệt là cái cũ này nè cô chú. Em đo chiều cao em. Rồi chiều cao nó là 1m8 tính 1m5. 8,000m4 cô chú anh chị ơi. Mịn tròn đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ. Cũng đo củ sổ à. Rồi cái củ sổ nó 37 tính 35. Rồi củ chợ. Rồi 1m22. Tính 1m2 thôi. 1m2 thôi anh ha. À. 1m2. Rồi cái củ. Dạ, dữ lắm cái củ tròn kín mít luôn. Còn kín chành bành luôn. Để em đi qua đây. Cái này là em bao mà không có một hết thúi gì cô chú anh chị. Dạ. Củ đặc cứng luôn cô chú ơi. Không bị cháy tụt hay là mục thúi gì hết ha. Cái này là người ta vô dây em tháo cái dây ra, nó có lá nó hơi nhỏ nữa cô chú anh chị. Cái màu hoa đâu chứ. Cái màu hoa nó màu hồng nhạt nhạt ha. Đó. Phớt phớt anh ha. Ừ. Nhìn nó rất là đã với chú, không phải như là Ánh Dương. Rồi cái cây này giá sao đây anh? Rồi cái cây sứ này xin giao lưu cô chú anh chị là 8,5 triệu. Hồi nãy em bao ship là toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn, không chậu anh ha. Không chậu nha. Ở gần thì em tặng chậu luôn. Dạ nội cái chậu này không chịu mấy cô chú anh chị ơi. Chậu rồng ha. Chậu rồng mới giờ. Chậu này mới. Không chịu hai à. Mà chậu này chậu lớn đúng không chú ơi? Chậu này lọt lòng 65 đó. 65. Cái củ nhìn ở ngoài rất là đã luôn, trên bành cục. Đó. Rồi, đổi giúp em tiếp luôn đi. Rồi tới vậy này mà cái bông giấy Mỹ em giao luôn cặp thôi cô chú anh chị. Rồi tính chiều cao 2m thôi, tại em tính bo tàng là tính 2m á. Dạ, cái này chi tượng ở trên nó ra nhiều lắm chú. Vừa vô dây luôn á. Em bo tính 2m thôi chứ nó cao bằng 3m, tính 2m thôi. Dạ. Đây cái thân nó lên. Cây này cũng cây khá khủng anh ha, mình dạ. Mình cắt lại. Để mình xuống quanh. Rồi, vị trí này là 56 anh. Dạ, 56 anh. Đó là thoát thân nha. Đây cái thân nó đây, thân chính nó đây. Rồi thoát thân 55. Dạ. Đến đâu có sổ rồi.
Rồi nó sổ 68. Dòng này là dòng cây khủng khai thác nha cô chú, chứ không phải là cây mình trồng công nghiệp anh ha. Ờ cái này mà cây tôi trồng cửa gào đó, cặp hai cây đó em. Dạ. Trồng làm hàng gào hai cây hai bên anh ha. Hai bên gác cổng. Gác cổng. Ừ. Rồi, cái hoành như vị trí này là 100 cô chú chưa? Dạ. Sổ 78 cái như 75 thôi. Nói sổ xuống. Cái này khủng luôn cô chú chị, cặp này. Dạ, khủng to. Rồi nhiêu đây anh Hải ha, cây này. Em giao luôn một cặp lên. À một cặp, một cặp. Rồi rồi, để em đi qua đây luôn. Rồi. Đây cô chú. Rồi, đây cây này cũng vậy cô chú anh chị, cao chiều cao 2 mét thôi cô chú anh chị. Cao 2 mét. Để đi ra đây mới cho cô chú nhìn em mới rõ anh hả. Rồi. Rồi thoát thân 55 luôn. Cái này nhìn nó to lực hơn nữa chút. Cái này là vị trí này hoành 61 của chú anh chị. 61 dạ. Tính 60 thôi. Cái này là sổ 65 của chú anh chị. Dạ rồi, chiều sổ 65. Em đo tổng cái này cái tổng cái này này. Này 1m2 của chú anh chị. Dạ. 1m2. Rồi, cái này cái chậu lọt lòng là 65 nữa cô chú anh chị. Này 65 hay 70 đem đo thử coi. Với Mỹ ghiền nha chú. Cây rất là to. Này lọt lòng 7, cái chậu 7 rồi cô chú anh chị. Cái chậu này 1,5 triệu rồi. Chậu mới giờ. Chậu mới. Nhưng mà nó cũng to nặng lắm anh ha. À. Giá trị. Đây, phần chi tựa ở trên rồi chú. Này về mình tạo hình điểm dây đồ này nó là rất là hợp lý luôn, rất là vừa. Đúng độ luôn. Rồi giá nhiêu đây anh? Rồi cặp bông với Mỹ, mã số 7 này xin giao lưu cô chú anh chị là 17 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. 17 triệu ship toàn quốc không chậu. Ship toàn quốc là không chậu, ở gần em tặng chậu. Ở gần tặng cặp chậu này luôn, giao xe tặng cặp chậu luôn anh ha. Cặp chậu này to lắm chú ơi, lọt lòng 7 tấc ha. Chậu rồng mà 7 tấc là chậu khủng rồi, lớn. Đây. Một cặp nha quý cô chú. Hai cây rất là đẹp luôn. Hai cây to khủng. Giấy Mỹ riêng. Dạ. Rồi. Đổi tiếp giúp em luôn ha. Rồi. Rồi đây mình có một cây tiếp là cái trang anh Khánh ơi. Cây trang anh hả, chứ không phải cây tứ quý này ha. Tứ quý sao được cái này. Cây trang này cao 2 mét cô chú anh chị. Cây trang cao 2 mét, trang vàng. Trang vàng lá chung. Rồi tán ngang tính 1m8 nè. Dạ, trang vàng cao 2 mét, ngang 1m8. Cây to lắm. Cây nước đẹp. Và cá sấu. Cây này to lắm cô chú anh chị. Rồi em đo vị trí này 31 hoành đấy cô chú anh chị ơi. Dạ, 31 hoành. 31 hoành. Để em đo thoát thân nè. Thoát thân 30 đấy cô chú anh chị ơi. Cây to lắm. Em hai tay mà mới. Dạ. Đây, trang vàng xưa á cô chú. Vàng lá chung xưa. Rồi nhiêu đây anh? Rồi cây trang vàng mã số 8 trên Zalo của chú anh chị là 4,5 triệu, em bao ship 200 km, tặng chậu luôn. Một cốt tàng thông. Dạ. Rồi, tiếp tục anh ơi. Tục là cây tứ quý anh Khánh ơi. Một cây mai tứ quý. Cây tứ quý này chiều cao nó 2,8 3m tính 2,8 thôi. Tàn thì khỏi nói luôn ha. Tàn rồi, chơi tàn. Tàn thì cứ ngắt luôn cô chú ơi. Rồi, rồi tán ngang 2m tính 1m8 rồi cô chú chị ơi. Dạ. Đây con lấy xa xa cho mình rồi đây. Rồi, tứ quý. Rồi, mình vô hoành thân luôn đi anh này. Rồi, 42 hoành. Vị trí này là 42 hoành. 42, dạ. Đó cũ này. Cây này cũng già cây lắm chú ơi. Cũ. Nó cũ đặt đặt đi vị trí này đi. Rồi 90. Dạ 90. Phần cũ đặt không anh ha. Cũ đặt 90. Không có đâu. Không rồi vị trí đó. Rồi cái vàng xương nữa đây chú. Tàn cỡ này thì vàng xương nó phải rất là mịn ha chú, như quý cô chú thấy đây. Cứ ngắt hết trơn luôn. Tứ quý nhị độ mai. À, cái nhị cái trái nó không cũng đẹp nữa. Anh định chùm định Khánh bông đi chứ cái chùm nó cũng nhìn cũng dạ. Phê đỏ phê. Dạ đúng rồi. Phê.
Rồi cây này giá sao đây anh chứ anh Hải ơi, để em đi vòng. Cây mã số 9 này, cây mai tứ quý xin giao lưu của chú anh chị là 18 triệu. Nè em bao ship. Đã bao ship toàn quốc luôn đó. 18 triệu anh hả? À. Mà ship toàn quốc luôn. Đây heo chú. Cây nói chung là tàn thì khỏi chơi chú ơi. Rất là đều mịn. 18 triệu ship toàn quốc. Dạ rồi, chi tiết thì liên hệ với anh Hải số điện thoại. Cái này cũng kết thúc clip anh Khánh rồi. Kết thúc luôn anh hả? À, kết thúc clip đi, mấy cái cây này đấy. Dạ rồi. Cái này rồi cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua, chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, hôm nay cũng có một số cây đẹp ha chú, cũng mong quý chú xem và ủng hộ cho anh Hải nữa ha. Con xin chào và hẹn gặp lại.